chương một năm sinh mấy anh chơi game thiệt lợi hại nha bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com truyền thuyết tinh hà đang là game online thịnh hành nhất hiện nay một khi phát hành loại game chiến lược kết hợp đối kháng đơn chiến hoặc đoàn chiến như thế này sẽ khiến lớp thanh niên trẻ tuổi dậy sóng đơn chiến một đấu một đoàn chiến nhiều nhóm đấu với nhau sau khi game ra mắt thành công Đại học Yên Sơn cũng nhanh chóng bị làn sóng, truyền thuyết tinh hạ, quét ngang, số lượng người chơi cũng tăng vọt gần như ngang ngửa với game Hồn Đạm OL, nổi tiếng một thời, đồng chí Lăng Mông vừa lên năm nhất đại học đã sa ngã vào con đường nghiện game. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong trò chơi kết hợp với lối chơi mang đậm phong cách cá nhân, cậu đã thành công lọc vào vị trí cuối cùng trên bản danh nhân toàn tinh hà, mông trong lăng mông có nghĩa là cây chanh, quả chảnh tiết là Nguyên nhân nổi tiếng và biểu hiện xuất sắc trong trò chơi của cậu trên cơ bản không hề liên quan đến nhau. Trên bản danh nhân Toàn Tinh Hà, đánh giá về Lemon được viết như sau. Lemon, Lever luôn lắc tới lắc lui từ cấp kim cương đến cấp thần, nổi tiếng nhờ thuộc. Tính độc mồm độc miệng Phàm là người chơi bị cậu ta đánh bại đều được tặng kèm một phần lời ba dặn trước lúc con đi. Từ lúc chơi ở phiên bản thử nghiệm đến nay không có lấy một ngoại lệ. Phiên bản thử nghiệm, Open Beta phiên bản cho người dùng chơi thử trước khi game được phát hành chính thức, giúp nhà sản xuất phát hiện ra những vấn đề có thể gặp phải và kịp thời sửa chữa. Người ta nói kiên trì chính là thắng lợi, lê mòn trước sau như một kiên trì móc xỉa bại tướng dưới tay cậu. Người chơi khắp tinh hà đối với cậu từ hận sinh yêu, câu lạc bộ anti fan trá hình của chanh ba ba cứ như vậy mà thành lập. Thậm chí có người vì muốn trước lúc nhắm mắt xuôi tay được nghe chanh ba ba khen mà trong lúc chiến đấu không thèm đánh trả chỉ cầu thất bại đối với chuyện mình được lên bảng vì cái tính độc mồm độc miệng bản thân lăng mông không có ý kiến gì hết còn dở dở ương ương mà thêm bạn mấy anti fan vì cậu mà sáng tạo ngoài việc chơi game thì xem người ta chế lời vàng ý ngọc của mình thành gói mem để đấu võ mồm đã trở thành một trong những thú vui hàng ngày của cậu hôm nay lăng mông người tinh hà độc miệng vẫn hoạt động sôi nổi trên tiền tuyến truyền thuyết tinh hà như mọi ngày nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả